Thưa quý vị, từ tháng 9 năm 2024, trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí khi học tại trường mầm non công lập. Đây là một trong những nội dung trong thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các địa phương về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm học 2024-2025. Về việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ tiền đóng học phí, các đơn vị nhà trường thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 81-2021 của Chính phủ. Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý các đơn vị nhà trường thực hiện quy định từ năm học 2024-2025, đối tượng trẻ em mầm non 5 tuổi được miễn học phí khi theo học trường công lập. Thời gian được hưởng chính sách này từ ngày 1 tháng 9 năm nay. Các địa phương cơ sở giáo dục tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý tuyệt đối không để xảy ra tình trạng làm thu